Tam giác chữ nhật hình tròn, hình vuông xin hỏi là con hình nào? Hình vuông là con hình tròn. Các cụ vẫn nói mẹ tròn con vuông. Trọng lực người nào nghĩ ra khi cây dụng quả rơi va vào đầu? Đấy là bà cụ bán trầu. Thị ơi thị dụng bị bà cho thơm. Các công tử đây quả là học rộng tài cao. Đây là Kim Tú, trạng nguyên đại học Harvard. Còn ta là Long Suy, một trong kinh đô tứ bảo. Kinh đô tứ bảo là gì? Kinh đô tứ bảo là bốn người ăn chơi nhất kinh thành, gồm có Sinh Báo, Hải Xuyễn, Tú Flech và ta Long Suy, trạng nguyên mới nổi. Chàng là trạng nguyên trường nào? Ta là trạng nguyên trường bay, thám khoa trường đời, là người liên quan huyện uống chè nhiều nhất cái xứ này. Vậy xin hỏi quý tính đại danh của cô nương là? Ta là Kiều. Ta là Vân. Hai chị em bọn ta là những người mà đi đến đâu thì nơi đấy chính là Milano. Nàng là Kiều. Có phải nàng là vật thí nghiệm của các nhà sinh vật học đúng không? Tại sao? Vì họ phải nghiên cứu rằng tại sao khi đứng trước mặt nàng, tất cả các hoa hậu đều biến thành cây xấu hổ. Quả thính này cũng câu được cá voi đấy. Mời các nàng vào chơi. Chủ quán, cho 4 cappuccino, 2 bìa đậu phụ với 1 ít lạc rang ra đây nhé. Cô Kiều ơi, có người gọi điện cho lão gia, bảo tặng lão gia 1000 cái iPhone. Chỉ cần làm nhiệm vụ là được. Suy rồi cô ơi. Cái gì? Mau nói rõ cho ta xem. Tiền ông kiếm cả một đời, tiền vay tiền mượn mất rồi trắng trơn. Chủ nợ tạt mắm tạt sơn, họ còn dọa sẽ đâm đơn nhà mình. Tự nhiên nhặt được đống tiền, cuộc đời nào dễ có chuyện vậy đâu. Muốn chơi mà lại muốn giàu, bữa trưa miễn phí có màu vàng ươm. Kèo, nàng có làm sao không? Bây giờ ta vẫn đang suy, cuộc đời như miếng bánh quy trời nồm, thay cha gánh nợ ôm đồm, nào ai trả nợ bằng mồm được đâu. Thôi, let's end the party, ta phải về đi làm để kiếm tiền trả nợ cho cha. Ấy, khoan đã, nếu cứ về nhà đi làm bình thường như thế, thì đến bao giờ mới đủ tiền trả nợ? Ta có cách để giúp nàng kiếm tiền nhanh chóng đây. Cách gì? Ở cái xã hội này, muốn việc nhẹ, lương cao, ta chỉ có thể tặng nàng chữ thân, bán thân. Bán thân? Ta không thể. Ta sẽ chỉ đi làm những công việc văn phòng, thưa công tử. Thì đấy, cũng là công việc văn phòng mà. Nhưng mà là phòng VIP. Xin công tử nói chuyện cẩn thận. Mồm của công tử đang có dấu hiệu bị bệnh móm trước tuổi đấy. Không muốn bán thân cũng được. Trong chữ thân có thể chấm thêm 2 chữ thật. Cách kiếm tiền nhanh thứ 2 chính là bán thật. Bán thật thì còn gì là người nữa. Ta không muốn đêm nào cũng phải tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng. Chúng ta chỉ sống có 1 lần trong đời, nhưng mà lại có đến 2 quả thận. Thôi bán đi. 1 quả trả nợ cho cha, 1 quả bán để cho ta chơi bời. Mà bán hết thận đi rồi thì không còn gì dùng để lọc nước nữa. Lúc đấy ta có thể uống mọi thứ nước trên đời, kể cả là nước cống. Lạc quan lên, bán đi. Sự lạc quan ấy là một quan điểm lạc đường. Lạc đường? Vậy cô nương có dám ra vế đối với ta về quan điểm này không? Mời công tử va. Được. Long Suy chỉ tay vào trước ví, có ý là cái ví xoay chuyển được càn khôn.
Còn Thúy Kiều chỉ tay vào lồng ngực, có ý con tim thay đổi được nhật nguyệt. Hay quá. Long Suy lại chỉ tay vào chiếc khóa ô tô, có ý là có tiền tung hoành được thiên hạ. Ngông cuồng quá, lại giờ cho Flex ra rồi. Kiều chỉ tay vào quyển sách, có ý không chí chẳng nhìn thấy thế gian. Hay thật. Cấp quế đối chuẩn. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Kiều, có ý cô đừng có nói láo với tôi. Kiều chỉ thẳng tay vào ánh hoàng hôn, có ý rằng ông thích thì tôi chiều. Chị Kiều ơi, Kiều hay quá. Kiều thắt phát sinh quả chất đấy. Long Suy nhận thua đi. Lạc quan của tôi là sẽ kiếm tiền bằng những gì mình giỏi nhất, làm chủ tài chính một cách vững chắc. Tài nghệ và kế hoạch lạc quan của tôi như tấm bảo hiểm giúp tôi vững bước tiến vào tương lai. Xin lĩnh ý. Cảm ơn nàng đã dẫn đường chỉ lối cho một kẻ ngu muội như ta. Xin bái phục. Ta phải đi vệ sinh đã. Cứ 5 phút một lần. Đúng là không có thận thì khổ thật. Bái biệt. Nhờ tài năng ca hát, văn thơ, tinh thần học tập kiên trì và một kế hoạch lạc quan, Kiều dần trở thành một KOL đình đám mạng xã hội. Cô vẫn miệt mài lao động bằng chính sức mình để trả nợ cho cha. Thúy Kiều giữ niềm lạc quan, tiến lên phía trước chẳng màng điều chi. Bán nghệ là mua lương chi, trái tim khối óc kiên trì tiến lên.